Kính thưa các anh chị, công ty sản xuất trách nhiệm hữu hạn một mình tao. Hôm nay tôi có cuộc họp này là để nói về vấn đề sản xuất của công ty của mình trong những tháng vừa qua. Chủ trì cuộc họp hôm nay gồm có bà Lò Thị Tôn Nguyên, giám đốc công ty. Buổi họp hôm nay gồm có hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất là cái lượng thức ăn nhập vào tháng vừa qua khá là nhiều, mẹ tao cắt cỏ muốn gãy cái lưng mỏi cái tay luôn. Còn vấn đề thứ hai là cái lượng sữa trong tháng vừa qua các anh chị sản xuất ra là thấp hơn những tháng vừa rồi. Ăn thì nhiều mà tại sao sữa lại ra ít? Các anh chị có thể giải thích cái vấn đề này được không? Vì vậy trong tháng này công ty đã quyết định giảm biên chế mức độ ăn của các anh chị lại. Trong tháng sắp tới đây, Trang mong rằng các anh chị sẽ cho lượng sữa ra đạt chỉ tiêu để các anh chị được mức độ ăn, chế độ ăn như ban đầu. Có ai có ý kiến gì không ạ? Nếu không có ai có ý kiến gì nữa, tôi xin phép kết thúc cuộc họp tại đây nha.